Hello anh chị em, cô dì, chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Bữa nay thì tôi dẫn hội anh em cùng hội cùng thuyền đi chạy xe ôm. Anh em thấy cái xì tai của tôi hơi lạ đúng không? Số là mấy bữa gài mưa gió bão bùng nên là mình phải mặc áo mưa để chạy xe ôm cho nó chất lượng. Đầu trận mình sẽ lút đồ ở khu này trước, rồi sau đó mình sẽ đi kiếm xe để rước vị khách may mắn. Mèn đét ơi, anh bạn trẻ này lại chào hỏi tôi đúng không? Chơi game thôi mà sao sừng nó mọc dài dữ vậy? Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì trơn à. Mình chỉ hạ một bạn trẻ này thôi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm xe để quay trở lại cái nghề anh xe ôm của mình. Và sau đó mình sẽ lại cái máy bán hàng để mình cầm thằng Tèo theo. Trời đất ơi, chạy xe ôm là không có bỏ rơi Tèo được. Hello bạn nhỏ. Lô con cá chùi kiến. Mày dám chặn đường anh xe ôm là mày xong rồi. Ủa, hồi nãy mình nói mình hạ một thằng xong rồi mình đi kiếm xe mà ta. Cái này là lỡ tay thôi. Tôi hứa với anh em luôn, bây giờ tôi đi kiếm xe tôi mới hạ thêm địch nữa. Chứ không thể nào mà tôi hạ ba kêu tôi không chạy xe được. 5 phút sau. Trời, cái này là tôi vô nhà xe tôi lấy chiếc xe đó mà tự nhiên có một bạn trẻ đứng sẵn trong đây. Tôi gối quá tôi mới lỡ tay lần hai, tôi bắn gục nó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đây rồi, có xe rồi. Nhưng mà thằng đồng đội tôi chạy. Thôi không sao, đúng với tính chất xe ôm rồi. Tôi lên xe tôi ôm đàng hoàng chứ bộ. Ủa em trai, trên lưng em có cây gì màu đỏ vậy? À, cái cây chim gỗ kiến đó anh. Chắc bắn đau lắm hen. Không, không có đạn đâu. À không có đạn hả? Anh có nè. À súng hư rồi, cầm chơi thôi chứ bắn không được. À hư rồi hả? Ủa còn bên kia là cái gì vậy? Cái cây MB5 đó anh. MB5 hả? Chắc bắn được hen. Súng đồ chơi thôi, cầm cho vui chứ không có bắn được. À súng đồ chơi à. Trời đất ơi, thằng bé nó khổ chưa kìa. Một cây thì bị hư, còn một cây là đồ chơi. Như vậy sao hả địch được? Ủa alo. Thôi coi như là cơn gió thoảng qua, chúng ta chưa thấy gì. Cái thính nâng cấp nằm kế bên, không chạy vô lụm thì lại có lỗi với bản thân. Trời đất ơi, lụm xong cái thính này thằng Tèo nó lên 3 chip luôn. Cầm thằng Tèo 3 chip chạy xe ôm mà ngừng lại một cái là xúc khách lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Ồ, người ta thường bảo là chờ đợi là hạnh phúc. Trời đất ơi, hạnh phúc đây đó hả? Anh trai ơi, chiếc xe em đậu đằng kia. Anh vui lòng lại kia đứng chờ giùm em. Anh đi xe ôm thì anh cũng phải văn hóa chút xíu chứ đúng không? Trời đất ơi, tôi chạy xe ôm cũng có cái giá của xe ôm chứ bộ. Rồi nghe cái chuyến đi lên thiên đàng của anh 50 ngàn. Anh trai nhận được thêm một cái vô chờ mới xuống báo vị trí cho em. Em đưa anh lên chởn thêm một lần nữa. À đưa, có một bạn trẻ cũng chạy xe ôm định lại giành khách của tôi. Nước sông không phạm nước mắm. Mà mày dám chạy chiếc xe lại đây là mày thách thức tao rồi. Tao thả anh Tèo ra cắn mày liền. Ta không nên buồn, và không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Sao tôi với nó đều cầm M1014 mà tôi mần không lại nó ta? Cái này chắc súng lỗi rồi. Chứ sao mà mình mần không lại nó được? À quên, mình để đồng đội mình lái xe chứ. Chứ mình lái mất công mình đụng địch, nó phóng xuống nó cay ấy kêu vậy đâu có được. Thông minh lắm. Trời đất ơi, đồng đội lại bị bắn rồi. Hải quay xe. Vừa tới nơi thì hay tin người anh em thiện lành của tôi nằm chèm bẹp rồi. Bay núp đằng sau cục đá này đúng không? Cái mùi gì nó thoang thoảng đâu đây? Mày tới công chuyện rồi. Còn con nhỏ con gái nữa chạy đi đâu? Mày nghĩ sao mà mày bán cơm chó cho mấy anh xe ôm vậy? Như vậy mày nằm chèm bẹp ở đây là xứng đáng rồi nhen. Trời ơi, đôi lúc mình muốn làm một anh xe ôm bình thường mà cái tụi này nó đâu có cho đâu. Nó làm cái máu việc cơm chó trong người tôi trỗi dậy. Cái này là số trời khiến cho hai bạn trẻ gặp tôi. Coi như là chuyện xui rủi không ai mong muốn. Ta đậu xanh đứa nào bắn sau lưng tôi vậy? Người anh em đâu rồi? Lôi chiếc xe lại đây xúc tôi qua bên kia chơi nó coi. Mày dám bắn sau lưng tao là mày tới công chuyện rồi. Get go, chạy qua cho nó biết thế nào là lễ hội. À lộn, lễ độ. Ủa nó mới bắn tôi bên đây mà đâu mất tiêu rồi ta. Coi bộ trốn cũng nhanh đó hen. Tôi kệ nó luôn đi, chạy qua giật cái đầu đồng đội dậy trước rồi tính. À đậu xanh, tụi này nó giỡn với tôi hả ta? Mới cứu thằng này xong quay qua quay lại thằng kia gột. Cái thằng mới bắn đồng đội tôi đứng dưới đây nè. Bây giờ chạy xe qua đụng nó một cái đụng, rồi nhảy xuống bắn nó là nó nằm chèm bẹp liền. Đây rồi. Trời đất ơi, nó đụng như vậy mà cũng hụt được nữa. Mụ nội nó vậy mà nó ca ét không hụt. Ngộ hen, tông địch thì nó tông hụt mà nó ca ét thì lại trúng. Cái này là nó cố tình rồi. Á đậu xanh vẫn còn đệt. Thôi mà, giao tranh cũng giao tranh từ từ thôi, để tôi ca ét chứ mà. Chứ bắn gì lia lịa hết trơn sao ca ét kịp. Tôi nghe đồng đội báo cáo là bên đó tới một cặp lận. Cơm chó thì ngừng tay lại, để tôi, để tôi. Tạm gác cái nghề chạy xe ôm qua bên đi. Mấy đứa này nó dám bán cơm chó cho tôi là nó thấy mẹ nó với tôi rồi. Đâu rồi, đâu rồi, mấy bạn trẻ đâu rồi? Bờ gồ laser cầm Tèo ba chip tới đây. Ủa đâu hết trơn rồi? Lại sớm quá hả, hết trơn rồi. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều,
quê là quê là quê, chung mình quê quá. Cái này là tại đồng đội tôi nó cản bước tôi, chứ hồi nãy mà tôi chạy lại kịp một cái hén là mỗi đứa một viên sọt ginh lên bàn thờ ngắm gà phả thân liền. Ê mấy đứa kia sao chạy xe vô bó trơn rồi, giả bộ lạng lạng ra đây rước tôi vô cái coi. Cái khu dân cư này chắc có nhiều bạn trẻ đi xe ôm lắm nè. Trời đất ơi, chạy xe vô đây là khách tới nườm nượp đây rồi. Đồng đội tôi chạy xe lại rước tôi rồi. Trời đất ơi, nó đá số tăng ga bốc đầu đồ kìa, an toàn không đó mày? Yên tâm đi, tôi đi mô tô chưa có bằng nhưng mà đi xe bốn bánh thì cũng không có luôn. Nói. Nhưng mà tôi lái xe an toàn lắm, không tin hỏi mấy đứa mà từng ngồi xe của tôi đi. Rồi hỏi nó ở đâu? Ở trong bệnh viện Chợ Gãy á. Tôi thấy bên kia có một đứa cũng đang chạy xe vô, hình như là nó vẫn chưa thấy xe của tôi. Cái đường nào mà nó không chạy lại đây? Bây giờ tôi với người anh em thiện lành của tôi đứng trong nhà xe cam sẵn. Nó chạy là nó vừa phóng xuống xe một cái hén là bắn nó nằm chèm bẹp liền. Đây rồi, nó tới rồi. Mày sống mày rồi. Trời đất ơi, xe vừa hư ship bơ ship chiếc xe mới cho tôi liền. Sao tự nhiên cái trận đấu này giống sắp đặt dữ vậy ta? Mèn đấy ơi, keo nhiều dữ vậy. Con nhỏ này nó gom nguyên cái map vô mình nó hả vậy á? Người gì đâu mà 80 trái keo. Thôi rồi, cái kiểu này mà không top 1 sao mà được. Á, đậu xanh địch ở đâu ra nữa vậy? Cái bo này chắc chắn thu vô khu dân cư này rồi. Bên cái nhà nhiều lỗ bên đây có một đứa, bên đồng đội tôi có một đứa. Nhưng mà nếu mình công qua bình thường thì nó bình thường quá. Bây giờ mình sẽ nhảy lên chiếc xe mình công qua cho nó đặc biệt đặc ruột. Trời đất ơi, xe này gần hư rồi. Qua cái chiếc xe của bạn trẻ này thôi. Rồi đậu xanh sao đồng đội tôi chưa ra ta? Nhận tin đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm. Anh xám xe ôm tới đây. Bây giờ chạy thẳng qua kiếm nó luôn chứ ngại ngùng gì nữa. Đây rồi mày bên đây đúng không? Trời đất ơi, dám bắn đồng đội tôi là sống rồi. Tôi ghé lại đây cái tôi gặp một bạn trẻ mới xuống nè. Hé solo bạn trẻ. Sao tự nhiên ghé lại đây cái được một kêu vậy ta? Mới xuống chưa kịp lút đồ đúng không? Thôi lỡ rồi, kêu đồng đội cứu lại đi nhen. Đây rồi, bây giờ chạy qua cái nhà đá bên kia. Qua bên đó đường nào mà không gặp địch được. Trời đất ơi, bo có chút ép mà còn tới 16 đứa. À đậu sao mày lạng đi đâu vậy? Nó bắn lộn bên cái máy bán hàng bên kia kìa. Cái nhà này rõ ràng là nơi tụi nó mới giao tranh xong. Anh em có thấy cái thứ tôi đang thấy không? Chắc mình nhìn lộn thôi chứ không phải hai bạn trẻ trước mặt đâu hén. Trời đất ơi, nhìn nhầm đó có phải địch đâu. Ủa sao bụi cỏ này mọc giữa đường ta? Chắc không phải địch đâu hén. Trốn kỹ ghê luôn á, xém xíu nữa tôi không nhận ra rồi. Trên bản đồ vẫn còn lại 13 đứa. Trời ơi, cái bo càng ngày càng nhỏ mà địch càng ngày càng tăng nhen. Anh em né ra để thằng này tôi lo luôn. Á, đậu xanh đứa nào bắn tôi nữa vậy? Trời đất ơi, bị ca ế kêu luôn rồi. Tất cả là tại thằng kia, mày đợi tao quấn máu xong đi là mày tới công chuyện nè. Chu thao sinh viên later. À đây rồi, bạn trẻ ngồi trên nóc nhà làm gì đây? Mèn đẻ ơi, núp kỹ quá tôi không thấy luôn á. Ủa không phải địch hả? À đây rồi, hai anh lính nhảy dù. Á, đậu xanh không phải hai anh mà là ba anh. Lẫn. Tụi bay nghĩ là ngồi trên nóc nhà này sẽ an toàn hả? Trời ơi, không có đâu. Còn cái thằng áo trắng nữa, mày định cứu đồng đội mày đúng không? Tôi chạy qua đây tôi bắn nó nằm chèm bẹp luôn để coi nó cứu đường nào. Đây rồi anh bạn trẻ đây rồi. Mày lên bệ phóng làm quần đùi gì đó. Ủa đậu xanh sao một đống đam rồi mà nó không gục ta? Ê ơi, còn thằng nữa nó bắn tôi. Tôi số ghi mà. Tôi đặt keo rồi mà, làm sao nó hạ được tôi? Cái kiểu này là hắc rồi. Tôi trở lại trận đấu này rồi nhen. Cái thằng trên nóc nhà này tới công chuyện với tôi rồi. Trời đất ơi, nó đứng nó lo bắn đồng đội tôi. Ui, anh xe ôm tới chơi bro. Hồi nãy mày đứng trên đây mày hạ tao đúng không? Cầm M1014 làm cái gì đó? Tôi nghĩ là anh em cô tới đây cũng biết kết quả trận đấu này rồi đúng không? Cái trận này win nha, chứ không phải tôi xạo chó đâu à. Đừng có quên là để lại thử thách của anh em bên dưới nha. Tôi chạy đi đón khách tiếp đây. À mà quên nữa, anh em đừng có quên một thứ cực kỳ quan trọng nha. Đó là xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha.